đầu cảm biến sợi quang loại phản xạ FU-25, đường kính đầu cảm biến M6, chiều dài đầu cảm biến 17mm, hình dạng có gen, cách lắp đặt phát hiện vật thể đồng trục, khoảng cách phát hiện mega 720mm, frame 160mm, super 570mm, turbo 410mm, HSP 140mm, bán kính có thể uốn cong cáp R25mm, độ dài sợi quang 2m, phi 2,2 x 2, nhiệt độ môi trường âm 40 đến dương 70 độ C, trọng lượng 18g.